tiếp tục sáng thứ bảy công việc của Lê Tuấn cùng với đội cứu hộ của cơ sở Bình Minh tiếp tục dọn vệ sinh những cái cũ của người ta về làm cái mới cho mình. Và hôm nay Lê Tuấn đã có mặt ở tại một nông trại. Đấy, ở nông trại ở Gò Dầu, Tây Ninh. Đây, Bao La, nơi đây trồng mì. Đấy. Vâng. Review của cái gì đấy. Thứ bảy mau chạy về tìm. Ở đây các bạn nhé. Rút dây, rút dây. Ngu. Ai làm người kia. Chưa gì đã bị ra đâu được. Ra lên tí. Ra lên. Thôi. Ra dữ. Đấy đi, đấy đi rồi. Ra lên tí. Những thao tác cơ bản để đưa em sới. Các bác nào cần sới nhá. Rồi, ok. Các bác nào cần sới mini mà sới khô thì các bác cứ gọi cho em. Đấy, đã có sới. Đây các bác đây, sới rất đẹp. Sới đây cực kỳ luôn. Đấy. Đấy. Đây các bác, tí em đưa đây em quay cho các bác xem nhá. Đấy, sới đẹp không? Đấy, và chiếc chảo năm. Bán nào gần chảo năm. Đấy, của Ishiki 2 cầu. Đây đây. Thì các bác alo cho em. Chiếc Ishiki 2 cầu này của một ông chủ. Chuyên môn là ông ấy dùng chảo năm này để ông lên lúc mì. Đây, trang trại lúc mì. Đấy, và hôm nay chảo năm này đã được cơ sở Bình Minh thu mua về. Và các bác nào đang còn cần thì các bác alo cho Lê Tuấn 0394 326 198. Đấy, đây là chảo năm bánh lái của nó lớn nha. Chảo này xe vẫn hoạt động bình thường. Đấy. Đây. Rồi xong, ok. Chào tạm biệt Ishiki Hải Cầu. Cái này mà Lê Tuấn khoái lắm. Rồi các bác này, đây này. Đấy. Dàn sới rất đẹp nha. Rồi, 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 rồi. Lên, 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 đi dọa chứ. Cái báo cáo với các bác là riêng dàn sới này hơi cực VIP. Ghê chưa? VIP hơn tất cả các loại mà sới nhỏ. Như mà Lê Tuấn đã nhìn thấy. Đây, hôm nay cho các bác coi luôn. Này, lấy cái dơ đi. Đấy. Rất đẹp nhá. Đấy. Sới khô đàng hoàng cho các bạn. Chặt hết mọi cây mì. Cái này để chặt mì các bác nhá. Đấy. Rồi. Rồi tránh xa ra tí để cẩn thận. Rồi cho nằm nó luôn. Không sao. Được. Lấy dây kìa, dây kìa. Dây bên kia. Trước khi người ta cẩu hàng là người ta phải dọn dẹp hết lên. Trước. Cái nào nằm đâu là dọn dẹp hết. Được rồi. Dọn dây chứ đừng đè lên này. Nó đè lên nó đứt hết. Rồi ok. Đây các bác này. Đây nha.
rất chi là đây các bác này, nào từ răng này, đấy sới này sới khô các bác nhá, đấy rất nào các bác đang có xe Isuzu, xe nhỏ Kubota, đấy Chibora, đây có cả một cái gạt đằng sau cho các bác dây xích đằng hoàng, đấy chiếc này cơ sở Bình Minh thu mua về để tiếp tục lên cho các bác, đấy một đêm này và tiếp tục một đêm chảo này các bác nhá, đấy em chảo năm em đã giới thiệu rồi. Đấy thì cái giá thu mua hay không thì Lê Tuấn không biết, Lê Tuấn chỉ biết báo giá là ở bán thôi, giữa hai bên mua bán không biết. Đấy dùng cho xe Isuzu 2 cầu 2700 và Chibora 2205 rất đẹp. Đấy rồi và bây giờ Lê Tuấn sẽ hỗ trợ với về lại tí cháu ơi, về lại thế đó bất công. Những thảo ta anh ga chưa, anh ga chưa này, anh ga chưa, về lại rồi và cũng đã xong nhé, coi như là đã xong các bác nhé. Rồi các bác cái điện thoại cho em 0394 3098 chào năm và sới rồi.